Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Các bạn thân mến, thì ở cái video buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn về cái dự án game Zcoin. Thì mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn tìm ba cái thẻ bí ẩn của ngày hôm nay để mà chúng ta nhận về 5 triệu cái điểm point, tương tự như cái kèo khai thác Hunter Combat. Thì đây cũng là một cái dự án cực kỳ là tiềm năng. Ở đây thì mình sẽ giải luôn ba cái thẻ bí ẩn để chúng ta nhận 5 triệu điểm point. Đầu tiên thì các bạn mở cho mình cái thẻ đầu tiên á, nó sẽ là nằm ở cái ô đầu tiên luôn. Và các bạn kéo lên trên cho mình, chúng ta sẽ mở cái thẻ đầu tiên. Thì cái thẻ này thì nó sẽ nằm ở gần cuối cùng nhé. Đây, các bạn sẽ nhìn đây, UPS này, backup, các bạn bấm vào đây cho mình. Và cái thẻ này thì chúng ta sẽ chi khá là nhiều. Xấp xỉ là gần 1 triệu cái điểm point, đó là 950.000 điểm point. Các bạn bấm vào đây. Như vậy chúng ta đã mở được cái thẻ thứ nhất và các bạn bấm vào cái ô thứ hai. Ô thứ hai để chúng ta giải cái thẻ thứ ba nhé, và thẻ thứ hai nhé. Các bạn kéo lên trên cho mình này. Đây. Cái thẻ thứ hai của chúng ta sẽ là cái thẻ UX. Đây. Và chúng ta sẽ mở cái thẻ này và cái thẻ này thì hết ít điểm thôi, chúng ta có hết 19.000 điểm point. Tiếp theo chúng ta mở đến thẻ thứ ba, thì mở thẻ thứ ba thì các bạn bấm vào cái dòng cuối space này. Các bạn kích vào đây, cái thẻ mới cho mình. Thì các bạn sẽ thấy được cái thẻ của chúng ta cần mở ở đây, chính là cái thẻ thứ ba ngày hôm nay. Thẻ này thì chúng ta sẽ chi mất 9 triệu ở điểm point. Như vậy thì cũng khá là căng các bạn nhé. Nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ được cái sức mạnh khai thác khá là cao. 614.200 cái điểm point trên 1 giờ thì các bạn nên mở cái thẻ này nhé. Rồi. Còn mở hay không là tùy các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã mở thành công ba cái thẻ bí ẩn nhận về 5 triệu cái điểm point. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì các bạn mở cái thẻ này thì chúng ta mất khá là nhiều cái điểm point. Thì các bạn có ít thì chúng ta có thể là bỏ qua cái ngày hôm nay và cho ngày mai thì nó cái thẻ nó ít tiền hơn thì chúng ta sẽ mở sau các bạn nhé. Và đổi lại thì các bạn mở cái thẻ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có được cái nhận về cái lợi nhuận khá là cao, hơn 1 triệu ở cái điểm point trên giờ. Rồi, ok, video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.